Xin chào tất cả anh em. Một chiếc hộp mới từ lại gửi về cho mình rồi. Và đây là chiếc điện thoại LG G8 ThinQ RAM 6 128GB. Một cái sản phẩm mà ngày trước vào hồi tháng 9 tháng 10 năm ngoái thì mình cũng đã mua ở trên shop này. Và hiện tại thì mình cũng đang sử dụng cái chiếc máy đó. Đây bên trên này. Để quay lại cái video mở hộp lần này. Vẫn là chiếc máy, thế nhưng mà thực tế ra là mình cũng không muốn review cái sản phẩm LG G8 trong cái thời điểm này đâu. Mà cơ bản thì dạo trước các bạn có thể xem lại cái video mà mình có mở hộp về chiếc Sony XZ2 Compact. Và chính cái bạn ấy muốn là sau khi bán được cái Sony XZ2 Compact thì mua cho bạn ấy một chiếc máy khác về để test. Cách đây vài hôm thì mình có mua cái chiếc Sharp R3, Sharp Oakwood R3, nếu mà ok thì là sẽ gửi cho bạn đó. Thế nhưng mà rất tiếc một điều rằng Sharp Oakwood R3 thì nó lại gặp phải cái vấn đề là nó bị cấn và bị hở màn. Vì thế mà chiếc máy tiếp theo mà mình đặt cho bạn ấy là LG G8 nhé. Và cái giá của LG G8 này thì nó rẻ hơn. Ở trong cái câu chuyện mà mở hộp như thế này ấy, thì cũng có khá là nhiều anh em đang hỏi và thắc mắc về cái chiếc iPhone 8 sau khi mà mình trả lại cho shop SV Mobile thì nó như thế nào rồi. Thì thông báo với anh em là đây, đáng ra là buổi sáng ngày hôm nay đã nhận được hàng rồi. Thế nhưng mà mình chờ đến tận thời điểm bây giờ là 11 giờ 27 phút trưa nhé. Vẫn chưa thấy cái sản phẩm là iPhone SE 2020 nó về trên tay của mình. Mặc dù thì shop đã gửi cái bill đơn hàng này, mã đơn hàng. Mình cũng không biết cái đơn vận chuyển này là của bên nào. Mình cũng không hỏi đâu. Để xem là shop có chắc chắn hay không. Nhưng mà mình cũng có một cái thông tin là vấn đề tại sao mà lại mất link rồi. Vấn đề tại sao mà lại mất cái link đặt cái sản phẩm SE 2020. Trong một cái video khác thì mình sẽ giới thiệu với anh em sau nhé. Trong video sắp tới luôn ấy. Nếu mà cái sản phẩm SE 2020 được đổi và hoàn về cho mình, chắc là trong ngày hôm nay thôi. Đáng ra là thấy ghi buổi sáng là 7-8 giờ nhận được hàng. Thế nhưng mà hiện tại đến bây giờ là 11 giờ rưỡi rồi. Vẫn chưa thấy có. Không biết là bên nào lại giao chậm vậy. Gửi từ ngày là 28 cơ. Buổi tối ngày 28. Gửi từ Hà Nội về Bắc Giang mà khá là chậm luôn. Khó hiểu. Rồi. Một cái hộp rất là quen thuộc đúng không nào. Bên trong nhưng mà vẫn phải quay kỹ nhá. Quay kỹ các mặt. Thực ra mình thấy rằng nếu mà có gặp vấn đề gì ở trên shop Thế Linh Store này ấy, thì cái việc đổi trả nó cũng rất là dễ dàng nhé. Chưa lần nào bị khiếu nại lại đâu. Mặc dù thì mình cũng đã trả hàng mấy lần. Nhưng mà có một cái shop rất là khắm luôn. Mình bị shop khiếu nại lại cơ. Khá là bực. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ nhận được cái tai nghe. Tiếp theo là củ sạc LG. Nguồn ra là 9V 1.8A cao nhất. Đó. Sợi cáp tai si, ok. Không biết là có kính cường lực hay ốp lưng hay không. Các bạn, ở đây có ốp luôn. Được, ok đấy. Có ốp này là ngon rồi, mình thích ốp hơn. Bên trong này lại có cái gì đây? Miếng dán à? Chứ còn không phải kính cường lực. Kính cường lực làm sao mà dẻo như vậy được. Rồi, và đây là chiếc máy nhá. Chiếc máy này mình đặt là màn đẹp. Có thể phân loại là màn đẹp luôn. Có một cái giá nữa mà mình thấy được ở trên shop ấy thì nó thấp hơn là 30.000 nhé. Nhưng mà cái link đấy thì mình không đặt. Và đây là cái thẻ bảo hành thôi. Ngoại hình nhỉ. T-Mobile, cái của mình nó khác cơ. Ngoại hình rơi vào tầm khoảng là 97%. Nhưng mà cái mặt lưng này mình thấy nó hơi kênh nhé. Khi mà chúng ta cầm ấy, nó không thực sự ôm đâu. Nó không thực sự ôm tay giống như là cái chiếc máy của mình. Nó hơi bị kênh này và nó bị hở luôn nhé. Đây. Đây có lẽ là nắp lưng thay, dán vào không kỹ. Rồi, quay trở lại với màn hình chính. Thử xem là màn hình đẹp như thế nào. Không hề bị ám ố gì cả. Độ sáng thì khá là cao luôn. Mình nghiêng các góc này là không thấy có những cái vết ám ố gì đâu. Cảm ứng test luôn. Không sao cả. Camera xem là chất lượng quay video. Thực tế ra là mình khá là ok. Mình cảm thấy là
Cái chất lượng quay camera ở trên chiếc LG G8 này thì nó còn hơn là so với lại LG V50 và V50S luôn. Ngay cả LG V60 thì mình cũng chưa hài lòng. LG G8 thì mình sử dụng khá là nhiều. Ngày trước thì mình có quay bằng cái thiết bị đó là LG V40 nữa. Cũng là một cái sản phẩm... Rồi. Về cái sản phẩm LG V40 cũng như là LG G8 thì mình khá là hài lòng. Nhưng mà có một cái điều mình vừa mới bấm vào cái nút tăng giảm âm lượng này. Anh em có thể nhìn thấy cái nút tăng giảm âm lượng này nó cứ kiểu gì ấy, nó cọc kênh này. Cả cái nút này nữa này, bấm trợ lý ảo này, nút nguồn thì chắc chắn hơn chút, còn ba cái phím này thì nó lại có một cái vấn đề như vậy. Chất lượng camera thì khỏi bàn rồi. Cả cam trước lẫn cam sau mình đều khá là hài lòng với LG G8 nhé. Rồi. Thông tin của máy thử xem là giới thiệu. Nó đang chạy trên cái phiên bản Android 10 nhé. Của mình thì lên 12 rồi. Chiếc máy của mình thì lên 12 rồi. Nói chung là về nâng cấp bình thường thôi, không có gì cả. Dung lượng bộ nhớ trong thì 128GB chắc chắn rồi. RAM 6GB. Dấu vân tay này. Rồi, vân tay nhận rất nhanh luôn. Vân tay nhận rất nhanh. Đó, thế nhưng mà về cái quá trình mở thì nó cũng chưa thực sự nhanh lắm, do là cái hiệu ứng thôi. Và trên cái thiết bị này thì nó sẽ có loa, loa khung xương luôn nhé. Loa khung xương, nghe ở bất cứ một cái điểm nào ở trên cái phần khung này đều có thể ra được cái chất lượng âm thanh khá là ok. Rồi thì nó có cái cảm biến TOF 3D, nhận diện gương mặt trong cái môi trường tối rất nhanh luôn. Nói chung là nhận diện gương mặt nhanh, nhạy, ngon hơn so với lại những cái thiết bị ví dụ như là V40, V50, rồi thì G8X hay là V50S luôn. Còn mỗi cái chiếc máy này là có TOF 3D, còn mấy cái chiếc máy kia thì bị lược bỏ hết. Mà mình thích cái điều này ở trên LG G8 cũng như là cái chất lượng quay này, chụp nó cho một cái chất lượng nó khá ok. Mỗi tội rằng là pin của nó thì hơi thấp, mình sử dụng trên cái chiếc máy ở trên đây nó cũng khá là nhanh hết. Và cái con chip Snapdragon 855 ấy thì nó nóng, nhiều khi nó cầm nó rát tay, nhất là khi mà mình bật cái 4G lên nhé. Cầm nó rất là rát tay và nó gian gian đến khi mà rơi vào tầm khoảng 20 phút sau khi mình bỏ ra, mình không sử dụng chiếc máy ấy, thì có lẽ rằng là nó mới bớt được cái cảm giác bị tê rát tay. Nói chung là khá nóng luôn. Và ở đây thì mình cũng sẽ lắp một cái chiếc SIM vào. Chúng ta sẽ có cái tùy chọn là một thẻ nhớ và một SIM nano. Rồi, SIM đã lên. Về âm lượng của nó, nghe là ở mức khá, trầm ấm, không bị dè đâu. Cảm biến tiệm cận thì vẫn ngon lành. Test về đèn của nó này. Đó, vẫn ok. Và rồi, vậy là mình cũng đã trải qua được bài test về cái chiếc máy này. Trong cái video mở hộp thì anh em cảm nhận xem nó có thực sự đáng giá trong cái tầm giá là 2,3 triệu hay không. Mình chê ở một vài điểm trên cái thiết bị này đó là gì ạ? Mặt lưng bị kênh. Rồi thì những cái nút bấm ở phía bên trái này là nó gặp vấn đề là hơi bị lún. Nút nguồn này cũng hơi lún, thế nhưng mà cảm giác nó không bị bằng so với lại phía bên trái. Còn về ngoại hình thì khen ở một chỗ là nó lên đến tầm khoảng 97-98%. Rất là ít xước. Cả mặt trước lẫn mặt sau, màn hình thì không hề bị ám ố. Về camera, về gọi điện, về cảm biến vân tay, mình test là vẫn ok hết. Rồi, anh em có những cái bổ sung, đóng góp như thế nào về chiếc máy này thì có thể comment bình luận ở phía bên dưới video cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.